Ơi mày gấp sinh tồn. Nãy giờ quên. Bình thường. Nãy giờ quên mới quay nha mọi người. Thì mỗi bên đều biết này. Giờ mình sẽ lấy tất cả lúa của này. Mới. Thôi vòng mày. Chuyển vòng đó luôn nha. Là bài này đây chị. Thôi chút xíu nữa đi. Chút xíu nữa. Ơi nó lỏ mà chú thiếu nữa tôi cho không hết lúa luôn rồi. Trời ơi cá rỡ 5 phút. Đợi chút xíu. Nhớ con. Dạy của chú luôn là nó lên trên nóc nhà nó chơi rồi. Thiệt á. Ê một con ngựa này không? Ủa con ngựa này chơi nhanh không? Em lượng ngựa này cũng máu cao à. Sao thông quá dễ hả? Cái này là không chuyển. Đâu ai chăm. Không không vậy là tối nay ông ngủ bên bển phải không? Ê mà bà ơi mà anh Phong đẹp dài thôi mà ơi đó. Mỹ đang bố trí một tổ hợp ở phía ở Hà Lan, nhiều khả năng trung tâm cầu cầm của thành phố. Cái làng này nhiều lúa chứ ta. Người ta đi kiếm đồ, người ta mới kiếm nhiều. Con không đọc, con không làm gì cho mà. Tôi hỏi làng này mà. Ý mà. Ê, con bùi không vô luôn rồi. Đi làm kia ra siêu chậm. Giờ tôi chỉ biết ăn kia ra xưa. Anh em ơi, anh em thấy gì không? Tôi không có đập mấy cái lúa của mấy cái lúa dân làng trồng. Đập ba cái kiện gom nè. Thì đập thêm ba cục nữa. Rồi xong. Anh cho nhìn dạng ơi. Ơi mà. Ơi mà. Bạn mẹ. Ơi mà. Ơi mà. Ơi mà bạn. Không đâu biết bờ đường đâu. Ơi mà không. Chuyển đi. Lộng cái chiếu dân mạng mà muốn chùa lại rồi nè muốn quá đồng minh đâu không cái này đồng minh giữ. Không ơi. Thank you.
Lỡ rồi. Đang ngồi đường. Đợi cái. Anh ơi, đợi nha, đợi ngày thứ 101 cho. Còn mía. Ơi cái mía nè. Ơi mẹ. Chuyển đi. Không ơi, trường đóng luôn đúng không? Ý mà Đợi cái. Ôi biết rồi mà. Rồi biết rồi, không làm nữa. Lần sau hứa thiệt luôn. Nhưng mà đúng là cấm đâu. Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Israel bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 ở Ý ngày 13 tháng 6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ đích thân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hứa không mang vũ khí cho Nga. Không ăn. Hãng tin Reuters dẫn lại lời ông Zelensky nói bằng tiếng Anh. Không. Có cuộc trò chuyện với nhà lãnh đạo Trung Quốc. Ông ấy nói rằng ông ấy sẽ không bày tỏ. Thấy nào, cô lốt tê mà. Chúng ta sẽ xem ông ấy có phải là người đồng chí hay không. Bởi vì ông ấy đã hứa với tôi. Trong cuộc họp báo, nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho biết nếu kiến lại đây. Vô cô rồi. Nhưng nếu Trung Quốc có quan điểm khác, Ukraine sẽ chuẩn bị một cuộc họp báo hòa bình khác. Tôi nhận ra là trong series nhận ba người nhưng mà ba người thì một.
giám đốc chương trình Mỹ Latin tại trung tâm Wilson của Washington, ông Benjamin Kelan cho biết. Các chuyên gia đã nhắc nhở Washington rằng sẽ thật khó chịu khi đối thủ hiện diện ở quốc gia gần kề bạn. Nó cũng nhắc nhở những người bạn của Nga trong khu vực rằng Moscow đứng về phía họ. Chuyên gia Kelan nhấn mạnh, đúng bây giờ dẫn cả series thì ba người, mà ba người chừng một. Chuyến thăm hay hoạt động giao lưu quân sự. Gì đó. Ông nói thêm, chuyến thăm của các chiến hạm của Nga là cách ông Putin có thể giao đường rằng Moscow có thể thách thức Washington trong phạm vi ảnh hưởng của chính họ. Và ông Mỹ nhấn mạnh, việc tàu chiến Nga xuất hiện ở Havana và thời điểm xung đột Ukraine lan tràn nhất nhớ tới cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Liên Xô khi đó đã gửi tên lửa đạn đạo tới Cuba nhằm đáp trả việc Mỹ triển khai tên lửa của Thổ Nhĩ Kỳ, đẩy quan hệ giữa hai siêu cường có khủng hoảng nghiêm trọng, biến sắc bởi cuộc chiến tàu Nhật. Phó giáo sư quan nghiệp của chính trị Vladimir Vovitsky. Không ơi, chút xíu nữa tôi sẽ chờ lúa không cho. Đây, đang chết tao bánh mì. Ba giây. Các nỗ lực của Mỹ nhằm phản bất hiện diện của Moscow ở mọi nơi. Ôi, ông đừng có. Giáo sư Vovitsky nói, chúng ta cũng phải thấy rằng Nga cần những tù đỏ Mỹ Latin, ngay cả khi quân đội nước này đang bị cuốn vào cuộc xung đột. Trong khi đó, hồi tháng 3 năm nay, Nga chuyển 90.000 tấn dầu cho Cuba nhằm giúp giảm bớt tình trạng thiếu hụt, đồng thời hứa hẹn hỗ trợ Havana trong các dự án sản xuất đường, cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo và... Phong! Ngày 13 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký thỏa thuận an ninh 10 năm. Theo đó, Washington cam kết tiếp tục hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột với Moscow. Người chơi mới! Theo quy định, đợi cái, đợi cái. Ôi, nói con em ở cho anh nói gì đâu. Có đủ rồi nữa. Bấm chặn hành động quân sự của Nga trong tương lai. Hiệp ước đúng không? Chính sách của Mỹ là hỗ trợ Ukraine duy trì khả năng phòng thủ và gian đe các phương Tây. Washington cam kết hỗ trợ Kiev bằng nhiều cách, bao gồm viện trợ quân sự. Đi kiếm một cái nhà. Đây là có nhà người ta. Dạ. Ngày 14 tháng 6. Hồi nãy chuyện lấy lạc nhà hả? Ông Zelensky nói rằng hiệp ước này đã nâng mối quan hệ giữa Mỹ và Ukraine lên mức một ông mô tả thỏa thuận an ninh. Ông quấn tôi ở đâu à? Không ơi. Bỏ đâu vào? Không ơi. Bỏ đâu vào? Đi ngốn nó cho nó cho ăn hết trơn chứ. Theo ông Zelensky, Kiev có 17 thỏa thuận an ninh với em buông ra đi anh làm cho.
Ông ơi, cô Vinh ngủ giường không á bà? Robert à? Giường đi đâu, giường đi đâu là thấy người. Đây Vinh kiếm nhà ngủ. Mẹ kêu kìa. Tụi mày có nghĩ bờ nào không? Ê, Sam. Ngủ được rồi anh em ơi. Lẹ ra. Em làm phim phá. Lên nước nhà ngủ luôn đi. Ok. Nà. Biết bơ nổ hơi cho bò không ai. Chết luôn. Trời ơi Phong ơi. Ông ơi ông có luôn. Ai ai. Ôi muốn chết. Ông đâu rồi Phong? Mọi người bỏ tôi vậy? Ô đêm đầu tiên tôi chơi với ông với cô Bì á. Đêm đầu tiên ngủ trong cái làng này là quá bất ổn à. Rồi xong. Chung bò chung cù gì? Bay màu. Chân vò chân cù. Ủa chưa thấy có cái ngọn núi gì bên kia kìa. Không em. Đây là cái đứa báo. Ủa đây báo gì đâu.
Ba nó chạy từ sau nó đâu biết gì đâu. Đâu biết. Không là siêu chậm tay. Cho nên là chính xác là Gubi hả mày ông chứ tôi không có hả mày ông. Trời trời nguyên đạn bò luôn không ơi cứu em. Ủa gì không ngoại? Lát luôn rồi. Đi vòng vòng thôi kiếm cần. Cái bụng quá cả. Mắt cụ luôn. Mắt cụ khỉ bò luôn rồi. Kiếm thêm được mấy con nữa. Ê Phong, ông chỉ giúp tôi là cái này là sao đi Phong? Phong ơi. Tôi chịu rồi. Ê là ngày cánh đó luôn á. Không có nào, không có thằng nào dám đụng đúng không? Tại vì người Bình Dương mới xây nhà đó. Mọi người Bình Dương có Amalilo nè. Ở điểm thứ hai chứ. Có đêm thứ hai của ông chứ à? Đêm thứ hai của tôi. Bỏ đi mà đi. Gì? Nó nói nhưng mà chỗ chung mới làm gì. Ê mọi người tôi đi mai nha. Không mày. Mày đi cứu cái này. Tôi đi mai. Tôi đi mai nhìn sắc không? Không rồi, ông có coi sát cư ra đi nào chơi game bầu phu không Phong? Không à bầu chơi xếp rồi chú đạt chú lạc bố rồi có những khoảng cách về năng lực có những thứ chúng tôi không có đủ với tư cách là một liên minh vào lúc này và chúng tôi cần phải giải quyết. Đạt luôn rồi hả? Mấy miếng nữa. Ờ không. À không, phải đạt. Ê Bi ơi. Vậy. Anh nghĩ con này làm sao? Cái gì? Là mấy pha này nè. Ê ngon. Giống nổ. Ông Rusko cáo buộc rằng Liên minh NATO đã phát động một cuộc chiến hỗn hợp chống lại Nga. Hai người khẳng định rằng nước này không có kế hoạch tấn công NATO. Nhấn mạnh rằng Moscow không có lợi ích gì từ việc này. Sao cái khung mà giống như cáo buộc chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden rất nhiều hơn nữa để duy trì quyền lực. Ủa Phong, tàn kết là... Tàn kết chia bẻ nó có nhiều đồ. Đâu rồi? Ông âm mưu hắn hạ tôi vô cùng mày. Ủa? Ông nói gì vậy? À? Tôi lần... À. Tôi biết cái trò không? Ê không? Ba cái hạt này mình lấy làm bánh cookie được. Đâu rảnh rồi. Mấy, không lẽ cô Vi nhân giống đó hả? Ờ. Ý bọn bò rồi nhân giống cái nào không em? Kim nhân nhọc với em làm gì? Cái gì vậy?
Ông thuần phục Amadillo đi không? Bon nữa nghe chỗ làng rồi không? Đâu chút? Đâu chút? Cô bí kìa. Anh có đâu chút?
ngài đã chuyển 90.000 tấn dầu cho Cuba. Ông đâu vào? Từ thời hiến mạng hỗ trợ Havana trong các dự án sản xuất đường, cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo và du lịch. Nhiều người dân Cuba cũng đã quan tâm quan hệ giữa hai nước. Thôi, chia. Từ xa đạo, năm mươi tuổi. Cuba là mẹ. Ngày 13 tháng 6, Tổng thống Biden đã lên tiếng khẳng định ông sẽ không xả án hoặc ân xá cho ông Hunter sau khi con trai bị kết tội khi gian trong quá trình được phỏng vấn. Tôi đã chết bởi vì một con hồ thảy. Tây quê nè dịch. Không ơi, đi theo sau lưng anh người khác. Đi lại không ạ? Anh cứu em, anh cứu em, cứu em. Anh cứu em, anh cứu em, cứu em, cứu em. Rồi xong, Enderman đại chiến với lại Ê Enderman Golem. Đố không? Ai thắng đó không? Golem thắng. Tôi cứ ngọc Ender bằng cách nên không mà ông thấy quỳ có bất bình thường không? Comment cho anh dọc gì phải không? Mặc người là ai dám chơi đâu. Hello mấy anh. Không có nhưng mà không. Gần chết. Ủa không? Không ơi, để tôi ra tôi lấy đồ của dân làng rồi chút xíu nữa tôi cầm lại.
Dạ không ơi. Nhiều vô nha mấy bạn. Rồi tao có thần bảo hộ rồi, nhện tuổi ha ha ha. Ông biết gì sao tôi nói tôi có gì thần thần bảo hộ chưa phải không anh giúp bờ nè. Ông tưởng là nó chết ai ngờ đâu là em mọi người nãy giờ mọi người thấy tôi chết nhiều không? Không ơi, con gì sợ? Ủa con zombie sợ cái gì? Để tôi chồng lại cho anh nha. Đúng đâu biết. Mọi người ơi, nãy giờ mình dặn với bọn zombie là Dino sẵn cư gà. Ông Dino sẵn cư gà. Quan đào. Tôi không biết luôn. Ủa được một xương. Rồi. Không ai ống với xe ke mà lại có xương. Rồi. Tôi khoan để tôi có xương rồi rút được. Nó có lợi ích không? Chắc chắn là không.
lấy hạt giống trồng được. Cài gót. Cài gót làm thêm cái cần câu nữa, nhưng mà cần câu cài gót thì cửa heo, mà cửa heo thì giờ không có yên. Muốn có yên thì phải có nhà của thợ rèn, mà nhà của thợ rèn thì không chứ được em ơi. Ý khoan, mày đổ gì? Trời, mày đổ gì ta? Sáu mươi đỏ hả? Ông này bán lỗ quá. Buôn bán gì lỗ dữ luôn á. Ông ơi, giết anh vô lem không Phong? Thôi nhưng mà tôi đâu có người bằng ghét gì đâu. Ông ơi, không, giờ ông nghĩ tôi nên chế tạo cái bản đồ không? Tự nhiên quýnh tôi. Đi đâu rồi? Biết thiệt nha, không biết giỡn à. Chết rồi. Cứu không ơi? Rồi xong. Không bị chết với bụng bọc. Thank you.
trăm nè. Chơi đi mọi người ơi. Ừ, một con ếch. Mấy con ếch kìa. Nhặt luôn mấy anh ếch. Ê, tôi thấy từ xa mọi người là coi như là tôi hết lát á. Chơi đây mọi người. Ủa? Mọi người ơi, tôi thấy được một cái vùng là bằng xa xa gì đó, xa kia. Thôi bye bye nha các bạn, like nhiều không nha mấy mấy bạn, thôi là mình đăng ký đi mọi người. Bye bye.